Xin chào các bạn, trở lại kênh bảo vệ chó của mình. Mình có mấy chú chó thật là tội nghiệp nên mình cũng thường cho nó ăn, cho nó tắm nè các bạn. Thì hôm nay mình mua ba mình có mua một số phổi bò với gan bò các bạn, nên nấu rất là nhiều để dành trong tủ lạnh ăn từ từ, nên bữa nay còn vừa nấu xong các bạn, nên mình sẽ xắt cho mấy chú chó này ăn với mình cùng ăn chung các bạn. Bây giờ mình rang sao mình lấy lên nên ăn các bạn. Đây ba mình lựa một nồi gan với phổi bò các bạn, mua có 100 mấy, gần 200 ngàn một nồi vậy nè. Rồi ba mình chiều gấp mấy cục ra, ngày ăn mấy cục vậy các bạn. Coi vậy mấy cục chứ hởm chắc cả ký á, tại luộc nó teo vậy. Rồi cái nào chó ăn, cái nào con ăn. mình ăn chung mấy con này luôn các bạn. Chứ nói chung mất công nó nấu hai lần. Rồi, ăn nhiều quá không tốt. Trời, ba mình phát cho mình có hai cục nhỏ xíu các bạn. Vậy sao đủ ăn trời. Nó ba mình giờ là dùng cái kéo nhấp 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 các bạn. Còn mình giờ mình phải dùng cái dao mình lạng. Bây giờ mình ăn các bạn ơi. Ở đây mình có một chén nước mắm trắng các bạn. Đó, rồi mình lấy cái thớt nữa. Bây giờ mình xắt mình ăn với tụi nó các bạn. Đây. Đéo mệt, đau. Ngồi xuống cũng mệt nữa các bạn. Nè. Đây giờ mình sắt ra cho sắt đường dọc đi. Được không? Giờ ăn rồi. Đó các bạn, ăn dữ rồi đó. Rồi rồi, cho sắt cho ăn. Cái gan này có thằng em của mình nó làm trong cái lò bò các bạn, nên bán rẻ, bà con nó bán rẻ các bạn nha. Rồi nhấc đi ra, ngon lắm đấy, ngon lành đó. Ngon đó, phập đó, nó ăn dữ luôn các bạn. Đó. Để mình làm một miếng coi nó ra làm sao mà tụi nó dành dữ vậy ta. Thôi hỏi đi vòng vòng rồi. Thôi mình giờ mình xắt một miếng, mình chấm chấm vô miếng chén nước mắm trắng. Rồi xong luôn rồi. Tại mình thuận tay trái các bạn, nên ta phải mình cầm nó sao nó trong chanh chung, nó không cứng. Ngon các bạn. Luôn, cái gan bò là ngon. Béo, bùi. Để cho ăn cái này cái đã là cho. Rồi. Quá béo, quá ngon. Hồi nãy mình gấp cái miếng này cái mẹ mình cười.
Cái mẹ mình cũng nói hồi xưa các bạn, hồi xưa rất là khổ, nhà ai mà được có một miếng gan heo á mà mua về mà treo dàn bếp, rồi lâu lâu những đứa con á, nó chôm nó cắt cắt xéo xéo giống vậy nè các bạn, nó ăn là cũng bị cha mẹ nó giận nó đánh nữa đó. Dứt dứt nó ngon chưa, tới cha ha, hai đứa ăn hoài đâu được. Mém chút xíu chiếc xe đạp luôn, con mình nó đè mình luôn các bạn, xe đạp gì không có còn thắng, không còn cái gì đó, chạy mức độ vậy đó. Thôi mời các bạn, mời các bạn về cho vui chứ các bạn dễ gì dám ăn cái món này. Mình luộc mình chung nói chung ba mà rửa rất là sạch sẽ rồi luộc luộc cho nó teo lại các bạn, rồi bỏ để nguội bỏ tủ lạnh. Nói chung mình cũng ăn hoài như vậy, các bạn đừng cười. Ngon, ngon quá. Nước mắm cay cay mặn à. Bơi cái giống gì à, ghê, qua đây. Rồi lớn rồi, lớn rồi, cắt nhuyễn nhuyễn lại mới được. Cái này là nói chung là mình ăn không á vậy các bạn, chứ thường thường là cũng sắc nhuyễn như ra rồi à, có bữa mình sai luôn các bạn, nếu mà gan á, thì về dễ sai, còn phổi phải cắt nhuyễn nhuyễn. Rồi đi đưa ủi đất rồi. Này nè, qua đây. Nó ủi đất nó kiếm cái gì rồi. Mai mình lấy miếng phổi luộc trong cơ đó ra, cái chắc mình xào cái món gì ăn cho đã bữa. Nói chung là mình cũng hay sơ chế đủ đủ thứ đồ rồi, xong bỏ tủ lạnh các bạn, mà ai muốn ăn gì lấy ra làm. Nói chung gan này thì gan với phổi này ba mình sơ chế xong rồi bỏ tủ lạnh, cũng luộc cho qua với miếng muối rồi. Thì ai ai muốn ăn ăn như mình vậy nè thì ăn, còn mấy xào nói chung cũng nhà cũng nói chung là không có khá như người ta, nhưng mà đồ ăn thì có đầy đủ các bạn. Còn bữa nào quấn quả thì đi bắt cá với sông. Cá dưới sông rất là nhiều các bạn, mà tại vì dân đây không ai bắt hết á, ta đi làm hết rồi. Ở đây thanh long nhiều lắm, rồi làm một ngày mấy mấy trăm ngàn, còn 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 mà đi bắt cá cũng khi cả ngày luôn, mà có mấy ký cá tính ra thì không đảm bảo cuộc sống người ta, nên người ta không có bắt, nên ba mình tối ngày ba mình quẩn quẩn bắt là ăn cả cái tuần luôn các bạn, dùng cái chụp chụp cá. Rồi ăn lấy cái nè, trời ơi thằng Hà, thằng Hà món ăn. Ăn đi ra. Tới cha ăn coi, bây giờ nó ngán tới ốc rồi, sao cái gan này béo quá.
còn một cục luôn bạn. Mới có hai cục à, có hai cục mà ăn mới có một cục chạy mặt á, đi chơi hết rồi các bạn. Mình cũng bắt đầu thấy ngán ngán rồi đó. Nói chung nhờ miếng mắm trắng nó làm mặn mặn dễ ăn luôn ạ. Bây giờ nó đi nghiêu ngao chơi các bạn. Còn cái này là cái hàng sáng của con mình với cháu mình, nó chưa đến giỗ. Trời ơi tan nát luôn kêu. Thôi xin chia tay các bạn. Giờ ngán quá tụi nó giờ không chịu ăn các bạn, tụi nó đi bơi đi móc đất bậy bạ dọc. Thôi tạm biệt các bạn. Và hẹn lại các bạn vào những video kế tiếp. Xin chúc các bạn và gia đình có một ngày mới vui vẻ nha các bạn. Nếu các bạn thích thì các bạn cũng đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn nhiều. Xin chào. Đâu mặc đâu mặc đâu. À không bày con, mặc mặc mặc. Thôi, cái bây giờ nó biết leo trèo các bạn. Đó. Con này biết không biết leo là con kia không biết leo. Leo nổi không? Cố lên, cố lên, cố lên. Hai bắt. Hai bắt, hai bắt. Đây mặt đây các bạn. Đây, rồi mặt xin chào ông bà. À cái mặt ngáo ngáo à.